Hay xa, hay xa, hay xa. Ôi, nhanh lên, nhanh lên nào. À, quên giới thiệu mọi người. Ok, hello mọi người, chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn, tôi chính là Simmy, công chúa khó khó. Đấy, hôm nay là một ngày rất là quan trọng. Đó chính là hôm nay mình sẽ dự gọi là party của tất cả các cô công chúa luôn. Đấy, tôi không thể gọi là bỏ qua được. Ok, đi thôi nè. Hay xa, hay xa. Ủa, hãy chú, hãy cho tôi đánh bà rồi chưa? Nghe mình đang ngót á. Cái này hay hả? Cái nghe rồi, trời ơi, đang ngót vậy luôn. Đang là gì đó top 1 luôn, tôi chơi hơi bị bà rồi luôn á. Game này tôi chơi bị lâu luôn á trời. Đó, hay không, hay không? Chị em công chúa đang làm gì ta? Ta chạy tới thử coi. Ủa, chị em ơi. Ủa, hello. Trời, sao tới muộn vậy? Trời, xin lỗi, kẹt xe, xíu xe đi vậy là hơi nhanh thông cảm. Ủa, mà khoan, mẹ chờ chị em đang làm gì mà đánh hay top 1 gì vậy? Ê, cho xem, qua đây ngồi đi, xem qua đây ngồi, thôi vô xem đi. Ủa, đó, cái gì vậy? Rồi vô xem đi, game gì đang chơi đó. Ủa, đi, cái game gì mà hot dữ vậy? Để coi thử coi nè. Video này được tài trợ bởi Stay Up Survival. Stay Up Survival là một trò chơi di động chiến lược ngày tận thế bắn chạy nhất trên thế giới. Top 1 trò chơi tải xuống trên di động với hơn 90 triệu lượt tải xuống trên toàn thế giới. Wow, xịn sò chưa kìa. Trò chơi có sẵn các ngôn ngữ trên toàn thế giới và có thể tải xuống miễn phí từ App Store, Google Play, nên các bạn yên tâm nha. Chiến lược sinh tồn mạnh nhất thế giới tham gia vào giới siêu giàu ngay bây giờ khi chúng ta kỷ niệm ngày lễ Armageddon. Tải game với bạn bè, chơi cùng nhau bạn sẽ có cơ hội trúng xe thể thao Lambo miễn phí trị giá 300.000 USD luôn. Trời ơi, chơi game mà cả trúng cả siêu xe nữa. Hit quá vậy. Đăng nhập vào game có thể tham gia hoạt động với 200 lượt rút thăm miễn phí, nhiều tài sản giai đoạn game, giải thưởng anh hùng. Hãy đến vào những anh hùng yêu thích của bạn nha. Đăng ký anh hùng BK miễn phí. BK là một trong những cốt truyện quan trọng nhất của Stay Up Survival, có mối liên hệ trực tiếp đến ngày tận thế và nhờ BK mở khóa nhiều tập chơi hơn. The Walking Dead sắp ra mắt trực tiếp với một phiên bản phim truyền hình riêng và đang tham gia một hoạt động thu thập mạnh mối mở khóa Diary Diso, anh hùng hành động của Hollywood No Man Redus. Trong chương trình truyền hình Hàn Quốc Running Man cùng với nhân vật Kim Jong Kook tập thể dục cùng anh ấy và thoát khỏi thây ma nha. Trong gameplay, xây dựng căn cứ, nâng cấp, thu thập vật tư, bảo vệ ngôi nhà cuối cùng của những người sống sót, chơi một anh hùng, huấn luyện quân đội, chơi các trò chơi xã hội để kết bạn cùng chí hướng. Game có nhiều chế độ PvP, PvE và KvK. Còn bây giờ hãy tải ngay Stay Up Survival vào ngày kỷ niệm và cài game cùng Sim để trải nghiệm những ngày tận thế siêu thật nha mọi người. À, và đừng quên sử dụng mã quà tặng của mình để trao đổi giải thưởng, số lượng có hạn. Ai mà đăng nhập trước sẽ có phần quà siêu hấp thẳng đó nha. Và ngoài ra mình sẽ tặng thẻ giveaway full car trị giá 500.000 đồng cho 80 người tải game nhanh nhất. Thấy đối thương mọi người chưa? Trời ơi, tải ngay luôn các bạn ơi. Tham gia mừng sinh nhật trên các fanpage Facebook và các group SOS để run nhiều phần quà hấp dẫn nha mọi người. iPhone 12 Pro Max, AirPods Pro, SOS hoodie và hàng trăm full car. Còn bây giờ hãy tải game và cài cùng Sim và bưng quà về thôi mọi người ơi. Let's go. Wow, game này hay dữ ta. Trời ơi, chơi game mà còn tặng cả Lambo mà còn có thêm cả gift card nữa. Trời ơi, hot quá. Wow, chắc mình phải tải về thôi. Ủa mà ta, ủa sao tự nhiên hôm nay gọi là Sam rủ hội cho em công chúa ra đây mà tổ chức một cái party siêu to khủng lồ làm chi vậy? Trời đất ơi, tất nhiên rồi, rủ mọi người ra đây phải có chuyện chứ, nghĩ sao rủ mà không có chuyện là không được rồi. Đó, hôm nay Sammy Kim Cương quyết định là rủ mọi người thi một cuộc thi rất là hay do Sammy Kim Cương tổ chức. Đó. Nếu mà thế thì kiểu gì cũng có phần thưởng con nè. Trời ơi, Sammy Kim Cương hôm nay tổ chức gọi là gì ta, cuộc thi của các công chúa hay quá. Cuộc thi vậy Sam? Hôm nay là một cuộc thi rất đặc biệt, nói chung là tiền đối với Sam là không thiếu. Chỉ cần là mấy bạn thực hiện xong thử thách là sẽ có tiền, đó vậy thôi. Đã được đơn giản luôn. Ok. Thì hôm nay cuộc thi này gọi là cuộc thi gọi là thử thách xây nhà công chúa của bản thân mình. Đó, xây nhà công chúa của bản thân. Ủa là đúng sao rồi. Ta? Ủa tâm của Hiệu hay nè. Không hiểu mà, để tôi giải thích cho. Tôi nè, tôi là công chúa Kim Cương đúng không? Thì tôi xây nhà liên quan đến Kim Cương. Đó, còn ba môi là nhà công chúa nông thôn và xây liên quan đến công chúa nông thôn. Còn người ta Mimi nè là công chúa nghèo nàn thì xây theo một cách nghèo nàn. Còn công chúa Mimi là công chúa kẹo ngọt và xây nhà theo một cách kẹo ngọt. Đó, trời ơi, tức là chúng ta sẽ xây nhà theo style công chúa của chúng ta đúng không? Yes. Wow, đây rất là một cuộc thi khá là hay ho nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ ok mua mua xích vô đây nè, cho nó hợp nè, hợp thành thành nè. Ok các bạn, hôm nay gọi là đầy đủ bộ tứ công chúa. Hôm nay tôi sẽ thi một cuộc thi, đó chính là xây nhà công chúa theo style của tụi tôi nha mọi người. Và các bạn chính là người chấm điểm, với các bạn cũng đừng quên chấm điểm phía dưới coi ngôi nhà công chúa nào là ngôi nhà đẹp nhất nha mọi người. Còn bây giờ let's go. Bye bye bye. Let's go.
Ok các bạn ơi, trời đất ơi, cái bà gọi là công chúa Bibi bà rớt bạn đi, bà không chơi Miu với tụi tôi. Trời, đây không phải công chúa Bebe, đây là công chúa bánh bèo, công chúa kẹo ngọt. Đúng rồi, công chúa kẹo ngọt là bị rớt mà, nếu không thể tới đây Miu thì tôi được chứ không sao, còn ba chị em. Đấy, ok các bạn, chúng ta sẽ cùng bắt đầu Miu thôi, trời đất ơi. Rồi, bây giờ cái chỗ này sẽ chỗ của em nha mọi người. Này, đứng lên, vô đẹp luôn. Thế thì tôi sẽ xây dọa vào cái tòa nhà này luôn. Trời đất ơi, dữ thần vậy. Rồi ok, bây giờ bên này là công chúa kim cương, công chúa nông dân. Đây, công chúa khổ khổ, tôi sẽ mở ở đây cho mọi người. Rồi ok, bắt đầu build đi mấy cô công chúa. Đấy. Trời đất ơi, công chúa cũng phải đi xây nhà cho mọi người. Trời ơi, nghe lạ liền. Đấy. Không, cái này gọi là gì đó. Công chúa là phải tài năng, cái gì làm được hết rồi. Đúng rồi, đấy. Xây nhà không phải biết xây, hiểu không? Thường thường người ta bảo là cái gì, công chúa phải giàu sang phú quý. Nhưng mà không, tôi là khác nha mọi người. Tôi là công xì tai của tôi là khổ khó. Đấy, dù vậy là cuộc sống khổ khó nhưng tôi vẫn luôn hạnh phúc mọi người. Đấy, ok. Chúng ta phải luôn lạc quan lên, gọi là gì ta, số phận của chúng ta mọi người. Đấy, đó. Dù khổ khó nhưng rất là vui vẻ. Đấy, ha ha ha. Ok, ok, yêu đời. Rồi, bây giờ tôi sẽ xây một cái lâu đài bằng đất mọi người ạ. Đất gọi là siêu cứng mọi người, siêu hấp dẫn luôn. Đấy, đó, ok, ok. Để coi. Có bị lạch không? Ok, nhìn là biết là không bị lạch rồi nha mọi người. Đấy, ok. Chưa tưởng gì nào biết là bị lạch rồi chứ. Trời ơi, làm sao mà được, làm sao mà vậy được. Này, đó, không biết là cái... À, má công chúa kẹo ngọt mới có vô được không, nhưng mà thấy tình hình là công chúa kẹo ngọt vô rồi. Nói chung là không biết là tỷ ra công chúa kẹo ngọt có bị ra không, nói chung là công chúa kẹo ngọt cứ vô rồi ra, vô rồi ra. Đúng rồi, hôm nay được mạo mà mình không thích thì mình ra thôi. Đúng rồi, hôm nay đường mạng công chúa kẹo ngọt hơi kỳ kỳ với mọi người. Để mọi người thông cảm nha. Đấy. Rồi ok, bây giờ công chúa nghèo khổ khốn khó như tôi sẽ tiếp tục xây cái lâu đài này mọi người. Đấy. Trời ơi, công chúa tự xây lâu đài, tụi mình lấy gì ta, hội gì là bộ tứ công chúa, gọi là quyền năng mọi người. Đấy. Đó. Hội chém rất là quyền năng luôn, nó cái gì cũng tự làm được, xây dựng. Rồi em bảo ông xem. Thì công chúa tự vô tự ra luôn thôi, em công chúa kẹo ngọt thì em tự vô tự ra đó thì. Trời ơi. Sợ. Công chúa kẹo ngọt. Công chúa kẹo ngọt bay mất tiêu mọi người. Trời, đường mạng của công chúa kẹo ngọt hôm nay hơi lắc mọi người ạ. Đấy, ok ok. Thôi tiếp tục xây đi mấy chị em ơi. Đấy, ok. Và nếu các bạn muốn mình thực hiện tiếp gọi là bộ tứ công chúa nữa thì các bạn cũng đừng comment ở phía dưới tôi biết nha, để mình còn biết gọi là tập sau thì bộ tứ công chúa sẽ làm gì tiếp theo nha. Đấy, ok. Đó, tụi tôi nhìn vậy thôi chứ tụi tôi cũng gọi là mạnh mẽ lắm á nha, tự xây nhà, tự làm hết mọi thứ luôn, không cần gọi là dựa dẫm vào hoàng tử luôn. Không cần hoàng tử nha. Ok, hoàng tử lắm. Tụi tôi không cần hoàng tử. Đấy, cái gì mà con trai đây, công chúa là phải có hoàng tử, nhưng tụi tôi là công chúa tự lập mọi người ạ, không cần hoàng tử luôn. Đấy, không okay. Cần không cần đâu, không cần đâu, không cần đâu, đi ra đây. Đấy. Đấy, thấy tôi mạnh mẽ không mọi người. Đấy, trời, công chúa phải mạnh mẽ gì chứ. Đấy, rồi ok. Mẹ chưa nói hoài mà chưa build xong luôn mọi người ơi, trời ơi khổ quá. Đây đây, tiếp tục build nè. Bum 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 bum. Đấy. Rồi, theo những gì mà tôi quan sát được là chúng ta đã build được cái trụ cột rồi nè, đó, trụ cột của ngôi nhà nè. Đấy chưa? Xịn sò liền. Và tiếp theo tôi sẽ build hai gì ta? Hai cái ngôi nhà phụ của tôi đó, để cho rồi, nó đẹp hơn. Nhà chính nhà phụ luôn á, đầu tư dữ vậy. Đúng rồi. Trời ơi, mà nghèo kiểu gì mà nghèo này hơi lạ. Trời ơi, quá nha. Trời ơi, nhưng mà cái này là ngôi nhà bằng đất mà mọi người, đất là một nguyên liệu thiên nhiên. Đó, nó sẽ là rất là phổ, nó rất là gì ta, nó rất là dễ kiếm. Đó, mọi người thấy không? Đất rất là dễ kiếm, còn kim cương hay là sắt thì nó mới khó với tôi. Đấy, cái đất là mọi người bốc ở dưới còn thấy nữa. Đó, đúng không nè? Nó nghe hợp lý không? Quá là hợp lý luôn. Hợp lý. Đấy, trời ơi, đất thì mọi người nhìn dưới là mọi người thấy nguyên cục đất to to là to luôn. Đấy, mọi người bốc lên rồi xây thành ngôi nhà. Đó, đơn giản thôi. Xây nhà là một chuyện khác, nhưng mà nghĩ ra cho ngôi nhà đó dáng hình như thế nào mới khó, hiểu không? Em nghĩ ra những nhà phụ luôn á em. Trời ơi, làm nông dân rồi, gọi là riết chập, gọi là xây nhiều nhà quá. Cảm ơn, có khi tụi mình thua mà là thua nghèo nàn không ta? Có khi nào thua không? Cái này nó dễ lắm nè, cái này nó dễ lắm nè. Trời ơi, xây cái nhà là cũng... Nói chứ cái nhà ai xây cũng được, nhưng mà cuốn vấn đề là cái nghệ thuật đó mấy bạn. Chết rồi. Quan trọng là cái tay nghề nào thôi. Đúng rồi.
Trời ơi, nhà có kim cương mà xấu nó cũng như nhau à trời. Có kim cương mà tôi thấy nhục quá trời nè. Cái có gì tới các bạn ơi, các bạn. Ê, Sam ơi, đừng nói thế. Tại vì Cam Mui công chúa thiên nhiên nó hơi phèn ấy. Nên là đừng nói thế. Thành ra mình hơi phèn. Mình phèn quá. Bây giờ cái gì nha? Chị em gì mà gọi là gì mà cũng nóng dữ vậy? Chứ không phải tự tin lên nào chị em. Chị em cũng nóng trước gọi là gì ta, công chúa Simi nghèo nè. Trời đấy, cũng nghèo đấy. Từng đây là nghèo mà hơn người đấy, còn hơn là không có thừa cái người ta gọi là gì nhỉ? Ai vậy á? Sao bà nói cái gì xong tôi không hiểu gì vậy bà nói? Trời trời. Nói tôi không biết là tôi đang nói gì đâu. Nói xong bay đạo luôn mọi người, bay hết đạo luôn mọi người, IQ bay hết trơn luôn mọi người. Đấy, ok. À công chúa cái gì ta? Dễ thương vô rồi nè. Rồi chuẩn bị lát kìa. Cái công chúa tự ra này, mới tự ra nè, nó tự vô tự ra. Nó ra ra đó. Đó đấy kìa. Vui dễ sợ. Cái này là thành công vua bóng ma luôn mọi người, vô cho Mira mọi người. Sao chúng ta không còn bánh bèo nữa mà chúng tôi ở đây là bóng ma. Đúng rồi mọi người. Đây ok, bây giờ mình sẽ trang đi. Mi mi gọi là gì ta, ăn Halloween gọi là sớm hiểu không? Đúng rồi, cuối tháng 10 gọi là gì ta? Mới là Halloween à. Và mình sẽ bay nhỏ một điều khá là thú vị đó chính là cuối tháng 10 sẽ có một video rất là đặc biệt đấy. Ok, thì sẽ spoil vậy thôi. À, ngay quảng cáo luôn. Đúng rồi, phải quảng cáo chứ, nhưng mà cuối tháng 10 là bây giờ chưa giữa bây giờ giữa tháng 9 thôi mọi người ạ. À. Đó, còn rất là lâu. Nói chung tôi chỉ spoil là cuối tháng 10 sẽ có một video rất là đặc biệt đấy. Nên các bạn có gì không giúp mình nha. Rồi ok. Trời ơi, những cái nhà đất mà tôi thấy nó dễ thương mọi người. Trời ơi, quá trời luôn. Đấy, hạnh phúc. Đấy. Nhưng mà thở dài vậy, công chúa Kim Cương. Công chúa Kim Cương trầm cảm quá, công chúa sợ quá. Thấy Jimmy vui vẻ quá, công chúa sợ chứ. Trời ơi, đâu, đó là em lạc quan thôi. Chứ em bình thường đâu vậy đâu. Trời em lạc quan. Công chúa Kim Cương nhục quá. Không, công chúa gì đã đào cái hố xuống, chui xuống ngồi. Trời ơi, em lạc quan thôi mọi người đừng sao nghĩ vậy. Sống nổi trời. Trời ơi, em chỉ đang lạc quan thôi. Hóa ra nên gọi là xây xa cho đỡ nhục. Xây gần em là quan sao người ta hổng lắm lại gần luôn. Trời, xây giống bà Mui cái đỡ nhục là chứ xa là xa xây mình đâu. Khoan, sao giờ tôi mới để ý mọi người, sao tôi là nhà đất mà sao nhà tôi to nhất trong này ta? Khoan. Trời ơi, nhà phải to coi em à, có nghe không? Bây giờ không quan trọng là nhà như thế nào, có nghe đất to là giàu rồi, đúng không? Đất to là giàu. À. Đúng không? Đất to là chẳng đắt hơn. Đâu bao nhiêu, nhưng mà đất lúc nào cũng đắt hơn rồi đó. Mua đất là chỉ có đất là giả to chứ trang trí cũng bao nhiêu đâu, cũng bao gọi là có mấy sản đâu, hiểu không? Trời đất ơi. Khổ quá. À. Ủa gì kỳ vậy ta? What the. Cái này là chúng ta sẽ đặt tiêu đề công chúa khốn khổ nhưng không hề khốn khổ, công chúa giàu nhưng thực sự rất khốn khổ. Còn công chúa thiên nhiên thì như nghèo khó. Toàn giống kiểu là gì ta, vượt nghèo vượt khó không à. Trời trời, sao toàn hoàn cảnh éo le vậy mọi người, gì kỳ vậy. Đó, trời đất ơi, oh my god, người ta sao nói vậy thôi chứ sao. Trời trời, ok bây giờ tôi sẽ xây cho tôi một cá cho mọi người. Tôi thuê gì ta, tôi thuê gọi là tôi thuê mấy người kia, tôi gọi là build cho tôi ngồi tôi nghỉ chơi cho rồi. Trời, tôi là công chúa giàu có mà sao tôi ngồi tôi build vậy ta. Trời ơi kỳ ghê. Công chúa cảm nhé. Đúng rồi, công chúa Kim Cương cảm giác rất là bức xúc. Đang cấp sạch trên Facebook liền. Trời ơi, yên tâm, Simi khổ khó đã like. Trời ơi, cảm ơn nha. Trời ơi, yên tâm. Còn Amui okay. Nông thôn thì không có điện thoại. Gì cây ấy? Ủa gì cây ấy? Là anh nông thôn làm gì có điện thoại? Ủa, một lần mà bán được. Mà người ta sống trên thiên nhiên, người ta sống điện tử. Thôi trời, với lúc ví dụ bà bán gì đó, cà rốt, bà bán lúa, bà dùng trời, cái gì? Trời đất ơi, mọi người biết đó sao, em đi lượm ve chai em bán, mà có đường rồi xài, sao nông thôn lại không có gì kỳ nha. Trời ơi, nha, nào không tin đâu. Kỳ quá à, em nông thôn còn lượm ve chai nữa mọi người, em còn lượm ve chai, đem kiếm điện thoại để nông xài đúng mọi người. Trời đất ơi. Tin được không trời, ô là trời. Không phải, cái này người ta gọi là người ta sống healthy các bạn hiểu không? Người ta không bao giờ động vào những cái đồ điện thoại này, những cái đồ gọi là phát ra mấy cái sóng âm tần gọi là không tốt cho sức khỏe. Đấy, người ta sống healthy. Healthy. Healthy thật sự luôn mọi người. Rồi ok, rồi tiếp tục xem mấy má. Sống sống kiểu này là lên rừng sống lập lý với khỉ nè. Không dùng điện thoại là sống với khỉ thôi chứ sống ở đâu trời. Một lần mà chị em, một lần mà muốn gọi telephone nữa thì gọi điện thoại giờ làm sao?
không như không liên lạc với thế giới bên ngoài luôn, tạm biệt mọi người. Ủa mỗi lần mà bà Sa tổ chức party là bà nhờ khỉ liên lạc thấy gì? Chim bồ câu. Tôi mong là mấy con chim bồ câu nó bay, nó đang bay xuống bị gió tạt vô chỗ nào nó bay vô biển nữa nha. Trời ơi. Bố biết sao không? Mỗi lần mấy con chim bồ câu bay qua nhà mình đó bạn, thì bảo vệ mình tưởng có kẻ xấu bắn mấy con chim bồ câu rớt xuống hết rồi đó, hiểu không? Nó có nhận được thư đâu, không có nhận được thư đâu. Thì ra là vậy. Trời hàng gì liên lạc với cái má gọi là gì ta, nông thôn này rất là khó. Dễ sợ luôn mọi người. Trời ơi, hèn gì mấy chim bồ câu mà sai. Trời ơi, trời. Không bạn, các bạn đừng, mình đang sống healthy, các bạn đừng để mà gọi là mình phải theo những các bạn. Đừng. Rồi ok. Các bạn biết sao mình xây nhà, mình sợ lắm mấy bạn biết sao, đang xây nhà cứ công chúa dịch bong bóng cứ hiện lên hiện vô, hiện ra hiện vô gì sợ lắm. Hiện ra hiện vô hiện ra hiện vô. Công chúa bong bóng. Hôm nay công chúa bong bóng nghe hay không? Mình thực sự rất sợ. Hôm nay công chúa bong bóng bị rất mạnh thôi. Đúng rồi. Mà công chúa cứ ra vô, mình sợ tiếng quay ra thì thấy công chúa đứng đó, quay vô thấy công chúa biến mất. Trời, gì vậy, ảo thuật á? Trời đất ơi, hôm nay công chúa bóng của ảo thuật của mọi người. Rồi ok, bây công giờ mình bóng đã... bóng nha, đừng nói ra công chúa bóng là gì. Bóng bóng đây, tình yêu trong lòng nhất thế gian. Rồi đi biểu tiếp mọi người. Thành, trong lòng là cái gì? Gì? Trong gì vậy? Kệ đi công chúa à? Kệ đi công chúa à? Trời ơi, công chúa quê mùa mà mọi người. Trời ơi, thông cảm cho mọi người. Hát sai lời, lâu hát sai lời xíu. Trời ơi. Đấy mọi người biết sao? Nói chung là lát nữa tôi sẽ cho mọi người biết cái lợi thế của ngôi nhà của tôi mọi người. Trời ơi. Cái nhà... Ê, có cái nào của nhà của... Cả nhà công chúa nghèo khổ đổ được xe ô tô hơn. Còn nhà công chúa giàu có không đổ được vậy? Ủa gì cái gì vậy? Cái không à? Không đổ được ô tô. Thật. Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Không đổ được ô tô. Rồi, ok. Rồi, ok chị em ơi, hình như tôi đã xong ngôi nhà của tôi rồi nè. Rồi. Nhanh quá. Trời ơi. Đúng okay. Là công chúa cô khác. Công chúa khổ bây giờ quá. Công chúa khó thực sự xây nhà rất là nhiều, mọi người đến quan tay á mọi người ạ. Hình như bên này còn thiếu đồ nè mọi người. Không sao, tôi sẽ gọi là công, gọi là gì ta, thực hiện một thứ mà mọi người sẽ rất là bất ngờ khi tôi làm cái này. Chứ không sao, cuộc sống đã khốn khó thì chúng ta có thể gọi là gặp được nhiều điều may mắn hơn mọi người không? Đối với tôi mọi người nha, đối với tôi nha mọi người. Đấy. Đó, ok. Đấy. Ủa cái đất này không cào được hả? Gì kỳ vậy ta? Thôi không sao, tôi sẽ đổi lại. Rồi, chết rồi, mất nguyên cục nước luôn mọi người. Trời, tức chưa? Tức chưa nè. May quá, làm được cái rồi là cái khu đẩy xe rồi, đỡ nhục rồi. Đó. Gì dữ vậy? Trời ơi. Rồi, đó, ok. Na. Nhìn hợp lý rồi mọi người. À khoan, mình phải có một cái hàng rào chút nhỏ. Không là, này đi. Đó, ok. Hợp lý á, bây giờ tôi sẽ lắp cái này lên nè. Rồi, bây giờ chỉ việc trồng thôi mọi người ơi. Trời ơi, cuộc sống thật là hạnh phúc. Đây, pam pam. Đấy, ok. Và mọc lên thôi. Đây, trời ơi, nhìn nết quá trời luôn mọi người ơi. Rồi, ok các bạn ơi, bây giờ công chúa khốn khó đã xong rồi. Bây giờ chỉ việc đợi các chị em công chúa xong thôi. Chúng ta sẽ chấm điểm thôi, let's go. Ok mọi người, bây giờ chúng ta sẽ cùng tới phần chấm điểm của nhà công chúa thôi. Rồi bây giờ ai chấm trước nè mọi người, ai chấm trước nè? Đây, tôi đã dành trước rồi, nhanh dữ vậy trời. Chứ sao, trời ơi, xây nhà kim cương mà gì ta, chấm sau là lỗ giá lắm, hiểu không? Rồi. Chấm trước, nhà chấm trước, nó có giá, hiểu không bạn? Rồi, ok, mời công chúa kim Lady cương. Lady and gentlemen, đây ai gọi là, thôi nói tiếng Việt đi, không nói tiếng Anh, cũng mệt lắm. Thì hôm nay mình giới thiệu căn nhà bằng kim cương của mình. Đây là ngôi nhà kim cương. Ủa, đây là ngôi nhà của... Không quân miệng nha, cái nhà cái này là vương miện. Ồ. Em cần có vương miện mà mình không có là sao ta? Không biết mình có mà. Rồi, ok. Mời công chúa tiếp tục giới thiệu có gì không nè. Ngôi nhà bên trong không có gì hết, được lát. Ngôi nhà này là tầm 10. Trời đất ơi. Kim cương thôi, 10 nhà. Tôi không biết sao nha, bây giờ tính một cái cục ở dưới lớp sàn của Sam là gọi là gần cả mấy cục rồi. Bây giờ mà tính hết căn nhà chắc trời ơi, đúng rất là nhiều tiền luôn á mọi người ơi. Trời ơi, giàu quá trời luôn. Oh my god. Nhưng mà nhà giàu như thế này mà có mỗi tí đồ này hả?
không? Ủa, tôi xây nhà tôi ăn thôi chứ nhiều. Chứ cái nhà mà tôi đi nghỉ dưỡng tôi dùng nhà khác luôn. Chứ không dùng mỗi nhà một riêng nha dâu. Má vậy? Hiểu không? Tức là mỗi ngày dùng mỗi nhà luôn á hả? Đúng rồi, bây giờ vậy? Trời đất ơi. Nhà mà với đi hát karaoke có nhà hát karaoke. Nhà đi bơi có nhà đi bơi. Nhà đi quỷ có nhà đi quỷ, hiểu không? Phải dùng khác quen đi. Trời ơi, đúng là không phải này, phải đây, đây, người này, giàu này, này. Đâu đâu, còn gì nữa? Rồi xong, Mimi công chúa. Thôi, công chúa bóng ma đấy. Tôi sợ mà sợ lắm, mình xây nhà mình cũng rung lắm đó. Nhưng mà tại vì là gì ta, là Mimi xây nhà, mình cũng định xây cái gara cho mình. Trời đất ơi. Ồ, xịn nha. Quá. Rồi, ok, xịn. Xịn liền. Rồi, và các bạn thấy ngôi nhà của Sam bao nhiêu điểm? Các bạn cũng đừng quên chấm điểm nha. Đấy, rồi xong thì bóng ma của công chúa nữa. Tội quá. Rồi, dùng cái xe luôn, bye bye xe nha. Ok, dùng xe luôn. Trời ơi, xấu xe đi luôn vậy? Ủa gì vậy? Ủa xe xài xong nhất luôn hả? Rồi, dùng lần thôi, xe dùng lần thôi chứ sao? Dữ vậy. Rồi mời các bạn đến với không gian siêu của tôi. Không gian của tôi là nói không với thiết bị điện tử nha các bạn nha. Nên là xe không phải đúng là đáng vứt rồi, vứt là đúng. Ôi các bạn ơi, đây là ngôi nhà của công chúa gọi là gì nông thôn mọi người. Trời ơi, rất là tự nhiên luôn mọi người. Nhà không có cửa luôn, ghê chưa? Trời ơi, sống trong nông thôn, sống trong cái khu vực heo thì ai cũng tốt, ai cũng yêu quý nhau thì đâu cần cái cửa. Trời ơi, cái nhà mà kiểu này ha, một cái cơn sóng đi rồi đi hết cái nhà luôn hay quá. Trời ơi, mọi người cảm giác gọi là gì ta, cái ngôi nhà công chúa gọi là Camui gọi là nông dân, nó rất là thiên nhiên mọi người đấy. Lá rơi lạ chả, hoa mọc khắp nơi, trời ơi nó thiên nhiên quá trời luôn. Nè, phải đây vậy không? Lá màu vàng đất xuống màu hồng. Sao cái này nó bà rồ ghê luôn mọi người. Đấy. Đấy các bạn thấy ngôi nhà của công chúa này bao nhiêu điểm, các bạn cũng đừng quên chấm điểm nha. Trời ơi bà rồ quá. Rồi đây. Em xin mời hội chị em qua cái lâu đài đất của tôi. Đây là ngôi nhà khốn khó của tôi nha mọi người. Hội công chúa. À nhầm, bộ tứ công chúa, trời ơi, nhầm, xin lỗi. Quên, xin lỗi. Đây, vậy thì mọi người đây, cái lâu đài đất của em nha mọi người. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Lâu đài sao mà thủng một lỗ, quên chết đầu luôn. Trời ơi, cái đây là gì? Cái này là chỗ lên, đó, trời ơi. Đấy, và mọi người biết tại sao cái lâu đài của em nó không có cái cửa không? Bởi vì nó quá nghèo, mọi người không có ai thèm vô đây ăn cắp của mọi người đấy. Nghèo quá, không ai vô đây ăn cắp đấy. Giờ nghèo quá ai vô đây chi đó. Nói chung là sống rất là heo thì là không có cửa, nhưng khác nhau câu nói. Chỗ thì người ta sống tốt quá không cần cửa, còn chỗ thì nghèo quá không ai thèm vào. Đúng đó. Rồi, đấy, rồi mời chị em lên cái lâu đài của tôi đứng nè. Trời ơi, thích dễ sợ luôn. Đây đây, hồi chị em đây đứng nè. Đấy, chị em ơi. Đây. Đó. Rồi. Đấy, ok. Đứng khác biệt kìa. Ôi đẹp quá. Trời cái gì đây, lấy cái to gì trời. Trời đây lên này đứng nè cô nương. Đây. Trời ơi, nhà cũ quá mọi người thông cảm đấy. Ok các bạn thấy trong tất cả các ngôi nhà công chúa, ngôi nhà là đẹp nhất thì các bạn cũng đừng quên chấm điểm phía dưới nha. Và các bạn muốn mình cùng với bộ tứ công chúa làm video gì thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới luôn. Còn bây giờ bye bye.